Hoa Sải xin chào mọi người. Hôm nay hãy cùng Hiếu thưởng thức cái món tôm hùm Alaska chỉ với 260k. Cùng hấp đó để thưởng thức cái món ngon tuyệt vời này tại nhà. Mọi người thấy không? Chỉ còn 5 đến 10 phút là mình đã có ngay một con tôm hùm Alaska rồi. Vừa dễ dàng tiện lợi. Bây giờ và giá thành rất là rẻ luôn. Thưởng thức tôm nha. Wow, siêu đã luôn mọi người. Rất là đáng đồng tiền nha. Chỉ với 260k thôi, mọi người đã có thể thưởng thức cái hàng tôm nhập khẩu này rồi. Ta-da, nguyên một khối thịt luôn nha. Tuyệt vời nha mọi người. Nước chấm thì phải nói là vô cùng xuất sắc luôn nha.